Thưa quý vị, mùa hè đến, bên cạnh các sân chơi thể dục thể thao giúp Thanh Thiếu Nhi nâng cao thể chất, các sân chơi miễn phí giúp trẻ em rèn luyện, nâng cao kỹ năng tiếng Anh cũng được tổ chức đoàn đội trên địa bàn thành phố rất quan tâm nhằm đa dạng hóa các hoạt động hè bổ ích cho Thiếu Nhi địa phương. Dù mới chỉ được phát động trong thời gian ngắn, nhưng chương trình Doctor English dành cho học sinh bậc tiểu học do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức đã thu hút được sự tham gia đông đảo của thiếu nhi. Tại đây các em được tham gia các sân chơi rèn luyện và phát huy các kỹ năng tiếng Anh, nghe nói, đọc viết thông qua nhiều hoạt động thú vị, vui nhộn. Con cảm thấy rất vui khi đã tham gia sân chơi này. Con mong rằng có nhiều sân chơi như thế này để tụi con có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh của chúng em ạ. Đây là một trong chuỗi các hoạt động thiết thực của Thành đoàn Đà Nẵng nhằm góp phần hiện thực hóa đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Được tổ chức thông qua hình thức ngày hội với nhiều trò chơi, học thuật lẫn vận động, chương trình đã đem lại cho các em thiếu nhi những trải nghiệm vui tươi bổ ích sau một năm học tập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Mùa hè này con muốn là mọi người tổ chức nhiều chương trình, nhiều cái hoạt động về thể thao, tiếng Anh để cho con có thể được tham gia trải nghiệm. Con mong muốn là sẽ tham gia được nhiều cái lớp học tiếng Anh và những sân chơi tiếng Anh trong mùa hè này. Con rất thích sân chơi này của các cô chú. Trong thời gian vừa qua thì Thành đoàn Hội đồng đội thành phố đã phối hợp với các trung tâm Anh ngữ trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng tổ chức rất nhiều các sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em nhằm phát triển kỹ năng tiếng Anh trong các em thiếu nhi trên địa bàn của thành phố, như là cuộc thi đố vui bằng tiếng Anh, cuộc thi kể chuyện thơ sách bằng tiếng Anh, và ngày hôm nay là một sân chơi, một cái chương trình để cho các em hoàn thiện các cái kỹ năng nghe nói đọc viết, để trên cái chặng hành trình của các em có thể được quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh trang bị đầy đủ những cái kỹ năng tiếng Anh để cho các em hội nhập sau này được tốt hơn. Dịp hè năm nay, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa với các đơn vị chuyên môn để tổ chức được những sân chơi ngoại ngữ thú vị và chất lượng, góp phần xây dựng một thế hệ thiếu nhi tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, hội nhập quốc tế.